Tập thì là thuốc mấy mấy năm rồi à, mới tập vụ này à? Rồi mấy năm? 8 9 năm 10 năm nay rồi. 10 năm thì thuốc hả? Ừ. Hai ông luôn đi chung nào vậy đó hả? Xong rồi trước tôi nữa. Gì đó. Ừ. Dữ thiệt. 10 năm ba mình tính ra người được 1 triệu. 1 triệu ha. Buổi sáng làm 1 triệu. Dễ ăn quá ha. Đủ sống rồi. Làm buổi sáng 1 triệu à. Rồi, chào các bạn mọi người đang xem ha. Hôm nay tục quay thịt thuốc lúa 504 nha các bạn. Đang quay đất của này, đất của anh thật ha. Miếng này nói chung là cũng 4-5 miếng như đó các bạn. Tầm 70 công. Sáng giờ thịt cũng rồi phân nửa rồi nha mọi người. Thịt hai người của anh kia đang lên trên kia đang pha thuốc ha. Đây. Hôm nay trời quay thì cũng không có sáng gì mấy các bạn. Bao nhiêu bình? 105 bình. 105 bình hả? Ừ. Buổi sáng hai người ha. Ừ. Giữ ta sáng mấy giờ làm rồi? Dạ. Sáng mấy giờ xịt? Sáng cũng 5 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi ha. Ừ, pha thuốc rồi. Tính ra xịt cũng mau chứ. Ô, ruột đang nhổ cỏ. Cái này như ngày anh thật 56 năm mấy ngày thịt cử này lọt lẹt xẹt khói khói thịt hả à? Còn mấy ngày nữa mới lẹt xẹt các bạn quay kỹ dàn lúa cho các bạn xem 54 già này xạ sao đỡ chết cây các bạn xạ trước bị nhiều lắm nhiều luôn. Quay đại gia lên bữa coi vui sữa cái này để pha thuốc sẽ đậu ô là xịt nó luôn xịt nó dạ yeah, vui sữa này hả phèn hay đây đậu ôn lên nhất hạt rồi. Ô này đậu u luôn hả? Cua sữa mà chị đậu u cháy bị lá vi khuẩn là đủ hết trơn vậy lớn hoạt luôn vậy. Xài này lâu chưa anh thật? Lâu thịt cử nhiêu tiền đó mướn thịt nè cử gỡ hơn 100 bình hả ừ. 100 bình bình nhiêu giờ bình nhiêu mấy 2 triệu ha cử 2 triệu tiền mướn thịt quay thêm cái giỏ thuốc cho các bạn xem ha này đậu ô lá là tí lá đậu cái bông tổng cộng này vô luôn không sâu giỏ sâu rồi bỏ đâu hết trơn trời thuốc của mình thường không có chơi thuốc xịn các bạn này thuốc chim sâu thái chim sâu đậu ôn
vui sữa. Ông xịt có ba thứ hả ta? Hả? Ba thứ. Chim sôi rồi uống vui sữa không? Đồ má Nhật thế trời. 25 hả? Mấy này có ngựa à? À, gửi 25 ha. Cái này 7 nó 70 công phải không ta? Mà xịt 110 mấy bình, mười mấy? 106 bình. 106 bình hai người nhỉ. Xịt từ lúc 6 giờ. 6 giờ tới 9 giờ rưỡi 10 giờ đi. Tới 10 giờ người 53 bình. Dữ thiệt. Người 53 bình tính ra người được 1 triệu. 1 triệu ha. 6 là 1 triệu. Dễ ăn quá ha. Đủ sống rồi. Làm buổi sáng 1 triệu à. Nhà ông nội đăng lên không tin không? Xịt ta xịt ngày có 80 bình mà không tin. Ừ. Xịt tính ra ông xịt là ngày 100 bình luôn rồi. Như có cái ông ở dưới gần nhà tôi kìa. Dạ. Yeah. Tôi nói là xịt ông đâu tin đâu. Dẫn là xịt có 2 đợt. Ông sợ luôn. Sao luôn. Chạy luôn à. Nghĩ luôn. Giờ từ 6 giờ tới 9 tới 10 giờ đi. 4 tiếng. Ừ, 4 tiếng xịt được 50 mấy bình. Ừ. Một người. Tiếng như 12 bình. Nếu mà làm 8 tiếng thì nó ra trăm mấy rồi. Ừ. Không ngại có xịt ngày nào được hơn cho người 100 bình không? Trời có đất thì bao nhiêu đâu xịt, có hình thật nè. Vậy đó hả? Là nó không có đất xịt ha? Ừ. Nhưng tại vì nó khôn chừng 2-30 không à. Mười mấy không chừng. Ừ. Có hình thật nhiều. Có hình thật nè. Cái xịt này mà xịt quen cũng đâu có mệt nhiều đâu hả? Sợ ba thuốc xông hơi rồi ha? Ừ. Xông hơi sợ nó... Xịt quen. Quen hả? Quen, quẩy quen luôn. Trời nắng quá thuốc sâu nhiều cái nó. Ừ. Mấy mệt em... chứ thuốc xong rồi giờ ông xịt đa ra, xịt đa gông với Phục An nữa. Đưa ba để gông thôi, thua. Thua à? Thua. Xong giống như ba thằng kia nó lút á. Ừ. Kia nó lút đồ nó nóng luôn đúng không? Nóng háng luôn á. Kia nó lút là sợ nó dữ lắm rồi. Sợ. Ờ ông xịt chắc mát im nha. Chiếc này xịt đây rồi ông thở nó cũng sợ không? Chiếc này xịt không nổi đâu. Yeah. Lút nãy giờ tao nghĩ lâu rồi đâu tới này. Này mình xịt thuốc mấy năm rồi ta? Hay là mới xịt vụ này hả? Trời ơi, 8 chứ 5, 10 năm nay rồi. 10 năm xịt thuốc hả? Ừ. Hai ông luôn đi chung nào giờ đó hả? Ông này trước tôi nữa. Vậy đó. Ừ. Vậy là gặp dân xịt chuyên nghiệp rồi đó. Thời mà đổ xịt bình bơm quá tới bình gạt rồi đó. Yeah. Vậy là ông kịch thấm dữ hơn ông kia ngày 80 bình này. Đâu bình gặt mà ông tin hai người mà thịt khuôn 20 công mà thịt gặt không đó mà đủ cũng không có bao lâu lên rồi đó. Yeah. Thịt nào giờ có sợ bệnh hoạn gì không? Nói giờ chưa. Sợ mà như chưa. Sợ nhưng mà chưa bệnh hả? Ừ. Tôi bệnh là nghỉ luôn đó. Tôi bệnh là nghỉ luôn à. Ừ. Mà tính ra mình cũng sợ mà không có gì làm mình cũng làm lại ha. Bởi vậy mình không có đất mặn thì mình không mướn. Ừ. Rồi gãi phân rồi luôn hả chị? Làm hết. Xả lúa rồi luôn ha? Xả gãi phân rồi làm hết luôn. À vậy là ai kêu gì làm lấy hả? Ừ, có anh thật tại vì nó chừa cho tôi dành vậy thôi, tôi rộn tôi xuống còn nã nữa rồi đó. Dạ. Tính ra dưới quê giờ mình không có mặn này cũng đâu có làm việc gì được đó. Ừ. Bình Dương thì đâu mà dịch. Dịch nó quậy. Ờ, Điên Dương dịch phải mơ về nhà không được. Giờ ở công ty vẫn điện về đâu được không? Về không lên cách ly 21 ngày, nắm cho vô mặt lại. Ờ, cách ly. Bây giờ đọc vậy. Giờ đi chơi đi cũng không được mà về cũng được. Còn người ba bệnh nữa hả? Ủa, mười mấy bệnh nữa chứ? Người bốn... Bình này người 5, người 6 nè. Người 5, người 6 nữa hả? Ừ. 10 giờ rồi hả? 10 giờ. Giờ này nghe. 9 giờ. Chai đó còn... Có một chủ ruộng này đi sắp thuốc tiếp cũng đỡ. Hầu. Hầu.
như hầu nó gì vậy hầu tay lên đó làm bậy bậy không có ai xịt cho mệt nữa à. Đây bây giờ kêu lỗi xuống dưới lỗi lên lỗi. Này chỗ thoát điệp hơn đi cũng 5-4 luôn nha các bạn. Đi có hai tầng lay ra thì đất nhiều các bạn không? Đất nhiều thành ra là quản lý không bằng đất ít. Cũng có lay ra lúc trước là giữ dần hai tầng luôn, bây giờ đỡ nhiều rồi đó các bạn. Rồi, này đang xịt thuốc lên luôn ha.